Cuộc đời thật quá mong manh. Con dê đánh nhau đấy gì? Người sao mà tâm tiên vậy? Cháu em chết giờ này vẫn là lượn lờ đấy em cháu. Đấy nó con nuôi nhóm bút đi. Này em đây. Em chết mà giờ này vẫn lạc thở đấy em đéo. Bà đi mua đồ ra đây. Tâm tiền đấy. Cháu mấy cái bao gì đấy đây. Tâm Tuyên là chị Tuấn đúng không? Dạ. Mình mới gọi anh chú đây.